Mới bây giờ 20 triệu thôi. Mua xuồng nhỏ nhỏ vậy nè, ông đi thấy có muốn nè. Nhân nhỏ nhỏ thì có 12 triệu thôi. Gà heo. Gà. Gà heo. Có thịt gà nữa hay gì hả? Không có. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại quận Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh để tìm về hoàn cảnh của ông Năm cô đơn sau những ngày sau Tết này cô bác quý anh chị, xem cuộc sống của ông như thế nào, và đồng thời là cũng thay mặt cho chú Định là Việt Kiều Mỹ gửi cho chú ông Năm, ủng hộ một số tiền cho ông Năm để ông Năm sinh sống. Đến đây thì gặp được ông Năm, ông đang làm trét ve chai không Năm? Đúng rồi. Sửa lại chiếc xuồng không? Chứ xuồng hư hết rồi phải sửa. Còn đi được không ông? Còn được. Còn đi được hả? Ừ, còn đi được. Giờ mua ra mới đâu mua nổi. Không, kỳ gọi ăn Tết vui không ông? Vui, vui. Vui hả? Dạ, vui. Cái tay của ông Năm là sao con thấy cong cong rồi? Ông Năm khuyết tật á. Dạ. Sao nắng quá mà ông làm ông không mặc áo vô? Trời ơi, nóng nực quá ông Năm bận rồi. Bận hồi cái mồ hôi đậu ra rồi nhiều quá. Dạ. Ông Năm, trời ơi cô bác anh chị thấy cái chiếc xuồng của ông Năm nè. Trời ơi. Nó lủng hết trơn luôn rồi. Mà anh chị nè, mà ông Năm vẫn còn giá lại nè. Mua hết nhiêu dầu chai ông Năm? 2 triệu mấy tiền dầu chai hả? Rồi tiền đâu mua? Từ bữa hôm Tết người ta cho đó. Hôm trước Tết người ta cho con đưa ống hả? Hôm đó là mua được dầu chai, sao không mua luôn chiếc xuồng mới? Xuồng mới đâu có nhiêu tiền đâu. Mua nữa đâu. Nhiều đặng, xuồng mới nhiều. Xuồng mới bây giờ 20 triệu thôi. Mua xuồng nhỏ nhỏ vậy nè, ông đi thấy có muốn nè. Nhân nhỏ nhỏ thì có 12 triệu thôi. Đâu có đâu, con xuồng này con nghĩ là chừng 3-4 triệu à. Con nghĩ là chừng 3-4 triệu à. Có luôn con ơi. Thiệt mà. Con nghĩ không biết dùng ra sao chứ còn ở đây trời ơi. Đây không có là. Có một chút xíu ông Năm ông nhét vô nè. Không, cái này là thử coi. Thôi đi ông Năm ơi, đi xuống chỗ ông Năm ơi, nghỉ ngơi chút xíu đi. Mang giày xì tin dữ ha, ông Năm. Đừng bị đau giò, không có dép hả? Dạ. Không có dép. Có dép. Đôi giày này ở đâu không có không Năm? Cho không. Mình trần luôn á. Đâu hôm nay ông ăn cơm gì? Cho con coi với ơi. Có đồ ăn. Nội cháu nó mua cho miếng mò miếng đồ ăn. Đâu? Gà heo. Gà. Gà heo. Có thịt gà nữa hay gì hả? Không có. Con thấy đùi gà kìa. Đâu có. Không có đùi gà. Rồi nấu cơm đâu, nấu cơm chưa? Có nấu rồi. Nấu rồi ra còn để trên bếp. Trời ơi. Ông mới nấu hồi sáng đâu ông Năm? Mới nấu rồi. Ôi ôi đậy nè, cô bác thấy cái nắp dung của ông không? Mỗi lần ấy là mỗi lần lại là lần thấy khổ à. Ô cơm này nó nóng quá, ông không đem xuống xuồng. Nóng Sài Gòn mà cô bác quý anh chị biết là nóng Sài Gòn là cháy da cháy thịt đó. Nóng quá trời nóng. Nắng á. Xuống xuồng ông đi cho ông đỡ. Con cài này lên cái ông Năm. Nắng quá không chịu nổi không Năm? Nó quen rồi. Phơi nắng dầm mưa. Vô tư. Phơi nắng dầm mưa là vô tư. Vô tư. Này ông lượm hơi dân Năm. Lượm thôi mà. Lượm dưới sông hay sao? Thì lượm dưới sông mới người ta cho. Hôm nay thấy có miếng dán này nè. Miếng dán cũ không? Dán mới cũ hả? Cũ chứ. Trước là mỗi lần mà nó lớn lên ha cô bác quý chị. Thì trước mà nó lớn lên ha, thì kênh này nó đỡ hôi hơn. Xe này chảy bất cứ nào. Còn mà nước ha, trồng xuống một cái ha là nó hôi kinh khủng luôn. Nước lớn thì nó đỡ. Ông Năm thấy rau muống ở dưới này bán không Năm? Ừ. Rau muống này cũng tốt ha. Trồng xuống nghe nó hôi lắm. Bán cho người ta trẻ người ta bào mà. Dạ. Bán người ta trẻ ra người ta bào bán hủ tiếu rồi đó. Ôi ơi, mà con thấy rau muống này nó ô nhiễm quá à. Thì người ta lên người ta cũng có pha thuốc này kia nọ. Mà con thấy ô nhiễm ghê luôn á. Thì rõ ràng là ở đây là vậy. Giờ ai ăn được ăn chứ ông Năm đâu biết nó sao giờ. Ông Năm hay bán được nhiêu ký? Trời ơi, ông Năm bán, nếu mà bán hay thì được 30.000. Là cách nó mấy bó thôi. Chứ không nhiều, chứ đâu có bán nhiều được. Như người ta có xe, người ta ngồi chờ người ta bán thì nhiều. Còn ông Năm anh chị tặng quá đi vòng vòng, bà con ai ăn thì cắt. Này là ông trồng hay là tự tấp vô? Ông trồng ấy chứ. Con muốn là ông trồng hả? Ừ. Thì, chứ tôi tưởng đâu là xong nó tự tấp vô chứ. Đâu có, cũng vậy thì nó có miếng đó vậy đó, là cái mai mốt nó lớn thì mình lấy ra. Miếng này hả? Ờ. Nhỏ. Tự mưu sinh luôn. Mưu sinh. Sống nó vậy. Dạ. Cuộc sống một năm nó quen. Thì gọi Tết ăn Tết sao nó con nghe với? Thì cũng vui vẻ vậy thôi, thì nói đúng là coi như là thôi kệ, ai làm gì làm, một năm chẳng qua là đi vòng vòng coi như là bạn bè rồi uống một hai chung bụng rồi về ngủ vậy. Dạ. Hôm trước là Tết còn không tiền không ông? Còn nhiều không? Còn cách nó triệu mấy á. Ồ, Tết ông xài tiết kiệm dữ hả? Ờ, năm đâu xài bao nhiêu thôi. 1 triệu. 1,5 triệu. Em ơi. Vậy là ông Năm xài quá tiết kiệm rồi. Trong năm có làm gì đâu. Dạ. Đâu có xài hoang phí đâu. Có cũng phải tích lũy ha. Đúng rồi. Chứ đâu phải có nhiều là hết nhiều đâu. Hôm nay thấy sức khỏe của ông Năm cũng ok rồi. Ông Năm cũng bình thường. Khí hậu nó ra là nắng nhiều lắm. Đó, nhiều khi cũng có bị cảm. Dạ. Bị cảm. Còn xích vô chút. Dạ. Hôm trước bằng nhân chứng đó để mua niềm cho ông Năm xong Năm không ngủ. Đâu cài để dành nó từ từ. Ngủ đi, ông lớn tuổi mà để dành chi. Cứ ngủ đi. Để ra ngủ cho nó im. Không bị cấn lưng nè, cái dáng này nó cấn lưng ghê luôn. Đúng rồi. Cấn lưng đau lắm, lấy ra ngủ đi. À, nữa con lại ông là phải gặp ông lấy ra ngủ nghe chứ, nghe ông Năm. Rồi. Đâu có khó khăn gì đâu. Mỗi lần lại gặp ông là đôi mắt của ông đâm chiêu à. Cuộc sống của ông Năm là nói đúng là coi như là vì số phận của ông Năm nó cực thì thật ra coi như thôi cậy. Dạ. Ông Năm nghĩ tới đầu tới. Cậy đi. Giờ số phận nó vậy rồi. Đúng rồi. Thành thử là mình buồn thì nó cũng vậy à. Đúng thế. Đúng không? Mình buồn thì mình cũng sống, mà mình vui mình cũng sống, em ông Năm ha. Đúng rồi. À, mình chọn cái cuộc sống nó vui thì mình sẽ sống thọ hơn. Thì ông Năm chỉ cầu cho ông Năm đừng có bệnh hoạn là được rồi. Coi như làm được cái gì thì làm. Chứ còn nhiều chẳng có nghĩ cái gì hết. Vì ông Năm cũng lớn tuổi rồi. Từ thôi cả. Rồi mai mốt rồi 100 tuổi già rồi sao ông Năm? Thì tôi đông hay tôi đâu có nói chứ ông Năm đâu nói được gì. Dạ. Ông Năm ví dụ như người ta đưa ông vô viện dưỡng lão ông chịu không? Không. Ông Năm không chịu. Tại sao nó tới nó không chịu? Ông Năm sống ở ngoài đời này nó thảnh thơi, nó tự do rồi. Vô trong đó giống như vô khuôn á, thành thử là có nhiều sự bực bội mình chịu không quen. Người ta đưa ông vô chùa ở, ông chịu không? Vô chùa, vô chùa cũng không dám vô. Ôi sao vậy? Ở trong đó cũng vậy thôi. Nhưng mà ở đó mình được nghe kinh Phật rồi, già rồi có người nuôi dưỡng mình, có thuốc uống rồi. Ông sống ở đây rồi trăm tuổi già rồi, bệnh hoạn rồi, ai hay? Thì đúng rồi, có nói cũng phải, nhưng mà thật sự là mà nói theo ông Lâm nghĩ là con người do cái tâm thôi. Bây giờ ở chùa cũng vậy mà giết ghe này cũng thế thôi. À, bây giờ vô chùa thì ở nó yên tĩnh, thành thơi lắm. Nhưng mà nó thật sự ra cũng bị gò bó. Nó nằm sống như gà rồi cậy, mình muốn làm sao làm. Ông Năm vô chùa thì sẽ không lo cái việc ăn uống. Đúng rồi. Sẽ hàng ngày ông được nghe kinh Phật. Rồi sau này già trăm tuổi già thì bệnh hoạn thì có người cũng trong chùa, cũng những người lớn tuổi cũng tương thân tương ái lo cho ông. Có một cái thì ví dụ như ở trong chùa thì cũng phải có nội quy, phải có quy tắc ở trong chùa thì nó hơi gò bó tí xíu, nhưng mà ông Năm đây lại được khỏe nhiều thứ. Ví dụ có một mạnh thường quân muốn ông Năm lên chùa ở thử thời gian, rồi ông Năm ở trên đó coi cuộc sống của mình được thì mình ở nữa, còn không được thì thôi. Ông Năm chịu không? Người ta tài trợ cho mình đi luôn. Thôi ông Năm mấy năm trước ông Năm có ở cái thất không? Đó thất thì người ta cất lên một cái thất, rồi đất ở đó là đất của người La. Dạ. Thành thử ra coi như người ta trầm cây này kia nọ, mình ở đó là ngó chăm sóc vậy thôi. Dạ. Nhưng mà mới đầu thì người ta nói nghe được lắm. Sau rồi thấy thôi, bị gò bó quá không làm chịu nổi. Lúc đầu thì cũng dễ chịu, sau này gò bó không đó. Đúng rồi. Người ta nói người ta làm không được. Người ta giao trong năm là chỉ có nhậu cỏ chung quanh thất thôi. Dạ. Thì mình cũng làm sạch sẽ đàng hoàng, nhưng mà ngược lại mới ở được có nửa tháng người ta xuống người ta thăm, người ta nói ông mày đi coi hết cái vườn đất này, ông là người quản gia ở đây. Trời ơi, tôi làm sao tôi coi nổi. Vậy là giống như làm vườn cho người ta luôn rồi. Đúng rồi. Giống như làm vườn không công luôn rồi. Không tính tiền luôn rồi. Ông Năm thấy gì ông Năm buồn. Đúng rồi. Ông Năm nghỉ luôn. Không, nhưng mà chùa thì nó đâu có giống thất đâu. Thất là người ta tu cá nhân mà. Đúng. Đi đây, chùa đây đưa ông đi. Ông được hồi hướng công đức về sau này, ông nguyện về cõi Phật. Ông Năm á, nói đúng là tại ông Năm muốn sống dưới ghe này gió mát nó thành thơi tự do. Chứ còn nhưng mà con nói ông Năm đừng buồn con nha. Đâu con cứ nói. Con thấy ở dưới ghe này nè, nếu như mà con kênh á, con sông này á, nó không bị ô nhiễm thì rất là mát. Mà chiếc ghe mà cao lên tí xíu nữa là mát luôn. Nhưng mà mỗi lần con xuống đây á, là cái ghe á, cái con sinh con kênh này nó ô nhiễm quá. Đúng rồi. Nó hôi quá. Mà con nãy này luôn là ông Năm ở được hay á. Ông Năm cũng quen rồi. Nói đúng là coi như là ngày xưa cái cầu này chưa làm thì có kênh rạch á, rác người ta dục xuống á, thành thử ra ô ấy dơ giấy. Chứ còn trước chạy phóng mà nói là nước sạch sẽ lắm. Mà tôi nói kênh thì dơ quá, nó thiệt luôn á. Những không biết cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân có nói vậy thì đôi khi sợ buồn đến ông Năm, chứ cái này con nói thiệt, cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân có xuống đây thương đồng cảm với ông Năm. Rồi cái con kênh này nó hôi lắm, ông Năm ở cố gắng chịu đựng, ở trọ thì tốn tiền, mà vô viện dưỡng lão sợ bị gò bó. Ông Năm nghe lời con là ấy, con nói với Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho ông Năm tiền đi ngoài kia, ngoài Đà Lạt thoải mát lắm. Ông Năm có biết giờ nãy ông Năm nói là ông Năm ra ngoài Bảo Lộc á. Ồ. Ở đó cả hơn một tháng thấy người ta. Vậy là đợt đó ông Năm ra Bảo Lộc rồi hả? Có rồi. Nhưng quanh là đồi không. Là lúc đó ông Năm ở lâu chưa? Cũng có tháng mấy. Tháng mấy gần nghỉ luôn. Dày luôn. Người ta nói đường người ta làm nẻo, thành thử ông Năm thấy ông Năm cũng chán. Rồi tại tự nhiên người ta mà tự người ta đưa con cháu người ta lên là người ta cho mình nghỉ, thôi nghỉ thôi vậy. Cũng buồn ha, cũng buồn cho số phận mình nó ức, coi như là treo leo. Ông Năm có tin cái số phận mình cái có tin, chứ tin hả? Lá như là phải tin rồi, nhiều năm giàu sau cũng lớn tuổi nó sẽ biết. Là ông Năm có tin luật nhân quả thôi không Năm? Có chứ, có hết. Nhưng mà có thấy ông Năm sống hiền mà mai mốt Năm đi vô chùa hồi hướng công đức nữa, người ta sẽ giúp ông Năm nhiều hơn kiếp sau. Không, cái đó thì ông Năm không đi thuyết phục ông Năm vô chùa mà ông Năm không chịu của bác Việt Kiều. Thật sự mà nói thì ông Năm nó thấy những cái chùa đây những người ở thấy bê bối quá, như là tánh tình thấy cũng chẳng ra gì. Nhưng mà đáng, quan trọng là đạo đức hay ông Năm ha? Đúng rồi, do cái tâm con người mình thôi. Dạ, sống nghèo cũng được, sống giàu cũng được, nhưng mà đạo đức là phải cao ha. Đúng rồi. Ông Năm trọng những người sống đạo đức hả? Ông Năm biết sống, nói đúng là biết sống là ra nó thực sự ra mà nói mình ngó đời mình hiểu. Nhưng mà muốn người bản tánh, ông Năm trời chẳng có ý chí nha. Con gặp ông Năm như thế này, con Mỹ ở Đồng Tháp á, thì con gặp ông Năm lần này là đến thăm ông lần thứ ba. Ở đây cũng khoảng trăm mấy chục cây. Thì ông Năm có nghĩ rằng là con với ông Năm có duyên không? Đúng. Hả? Có. Kiếp trước có duyên nợ nhau, ông Năm có nghĩ vậy không? Có. Nói đúng là ngày xưa cũng có coi như là Mạnh Thường Quân cũng có ghé mấy lần rồi ghé từ hai lần rồi người ta không ghé nữa. Dạ. Thì thôi cái chuyện ai ghé thăm ông Năm thì ông Năm có bao nhiêu vậy thôi, mỗi người công việc. Nhưng mà con ghé ông Năm nhiều phải không? Đúng rồi. Lần này ông nhớ con ghé mấy lần không? Ba lần. Ừ. Vậy là có duyên dữ không? Ông Năm nghĩ là con ở tốt Đồng Tháp mà lên ghé ông Năm, là ông Năm cũng nghĩ dễ lắm chứ. Con có cái tâm tốt. Con có tâm tốt hả? Cảm ơn ông Năm khen con nha. Ông Năm nhận xét được mà, chứ không phải ông Năm có ý gì. Nhìn mặt con dễ thương không? Bây giờ nó thật sự ra mà nói, nếu mà so sánh với con người ăn thua là bản tính thôi. Dạ. Ừ. Nhưng mà ông Năm thấy con hiền không? Có hiền hả? Có hiền chút chút hả? Cái tiếng nói của con ông Năm nhận được không? Dạ. Cái tiếng nói của con ông Năm nhận được. Nhưng ông Năm nhận được như thế nào? Ông Năm nói con nghe coi. Là con nói chuyện rất là tế nhị. Đó. Thành thử ra coi như là chứ không phải như những người khác nói ra con nghe. Đợt kỳ gọi con lại ông Năm phỏng vấn trước Tết á, để đây nói ông Năm về nó nói về cái chuyện mà còn cái cảm nhận của ông Năm khi mà những người mà người ta đón Tết ở gia đình đó. Thì con nói đôi khi là làm cho chạm cái đáy lòng của ông Năm, ông Năm gom nước mắt. Con bị Mạnh Thường Quân lao quá trời, nói con hỏi giống như là hỏi cung ông nữa. Nhưng mà lúc đó ông Năm có buồn con không? Không. Thật ra thì con hỏi ông Năm thì cô bác quý anh chị mới hiểu được cái khó của ông Năm, đúng không ông Năm? Đúng rồi. Chứ con trước khi hỏi con cũng nói ông là câu nào khó trả lời thì thôi. Nhưng mà nói con hỏi ông giống như là hỏi cung rồi hỏi sau ấy quá. Nhưng mà ông Năm thấy con có hỏi có chậm đáy lợi, có chậm đến cái riêng tư của ông Năm nhiều không? Không có gì được con. Vì nói đúng là ông Năm sống thì ông Năm nghĩ gì thì thôi, cái hoàn cảnh của ông Năm vậy mà coi như là con có lòng tới thăm ông Năm là cảm ơn rất nhiều rồi. Chứ còn nói gì quà cáp này kia là ông Năm nói là cảm ơn, nói thế nó không nhận thì cũng đúng. Thành thử ra con có lòng là ông Năm cảm ơn thôi. Chứ nữa thật sự ra mà nói là cái tâm trạng mỗi người mỗi khác. Dạ. Không ai giống ai. Nhưng mà mấy lần trước con hỏi ông có buồn không? Không buồn. Mà Mạnh Thường Quân trách con đó, ông Năm thấy con nói chuyện dễ thương mà Mạnh Thường Quân trách con. Thì nói đúng là coi như là Mạnh Thường Quân á, ý là cho là gắt gao. Dạ, cho là gắt gao á. Nó không phải Mạnh Thường Quân mà khán giả, Mạnh Thường Quân thì vẫn thương con mà. Thì coi như là con quay phim này, con về mang cho họ coi thì họ phải bình đóng góp vậy thôi. Nói thật với cô bác quý anh chị, đôi khi những cái nhân vật á thì gặp ông Năm là một trong những cái nhân vật mà con gặp, và nhân vật con hỏi thì đôi khi hỏi thì những nhân vật đó lại chạm vào cái lòng, thành nữ ra là gom nước mắt, có khi là khóc luôn. Nhưng mà để đi vào lòng của các nhân vật thì phải hỏi những cái câu mà nó hỏi những cái nội dung nó hơi sâu, về cái chiều sâu hơn, nên là nữ có thể là gây khó nghe. Nhưng mà bản thân mình làm thì trước giờ đi làm, con đi làm thiện nguyện thì chủ yếu muốn nhân vật mình sống tốt hơn thôi. Và với cái nhân vật của mình hiểu thêm cái câu chuyện để mình có thể đồng cảm được chỗ nào đồng cảm. Còn cô bác quý anh chị mà có góp ý cho Bùi Hồ thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn. Nhưng mà con làm bằng cái tâm của con hết à. Nó thực sự ra mà nói là với ông Năm thì ông Năm mà cảm dữ lắm. Dạ. Làm sao nói tới nó mà cảm. Mình khổ mà bây giờ có mạnh thường quân tới giúp đỡ thì mình mừng lắm ấy, nhưng mà nó thật sự ra mà nói là không biết nó sao. Nó là phải có mặc cảm, phải rớt nước mắt thôi. Nhưng mà mỗi lần con lại đây ông Năm nghe con nói đồ, nó có đôi khi là nó những lời nói người ta giống như ông Năm nói gắt gao thì cô bác quý anh chị thông cảm. Mà ông Năm là vẫn thương con mà đúng không? Không phải là con đem tiền của mạnh thường quân đến đây mà ông thương, mà hai ông cháu mình đồng cảm nhau hay ông Năm ha? Đúng thế. Nó phải là con đến là có tiền thì ông mới thương đâu, mà con đến là thăm ông, nói thăm ông Năm là ông Năm vẫn tiếp bình thường mà. Thì nói ngay xã hội rồi cũng thế thôi, ông Năm tiếp những người nhà lớn, người nhỏ có, nhưng mà những người nào nói chuyện cái đầu óc người ta không có thông thành thử ra thôi ông Năm cũng bỏ qua. Mỗi lần mà con đến đây ông Năm vui không? Hay là chủ vui hay là không vui? Vui chứ. Vui hả? Con đã nói là ông Năm thấy con có lòng rồi là ông Năm vui lắm, chứ không phải là ghét bỏ gì con. Ông Năm khen con tốt là anh vui rồi. Ngày nay rồi, cảm ơn ông Năm luôn. Ông Năm ơi, hôm nay thì trước tiên là con đến thăm ông coi sao tình hình sau Tết của ông, ăn uống rồi sức khỏe của ông sao rồi. Mặc dù là hai ông cháu về cái vị trí địa lý nó hơi xa, nhưng mà cũng thương ông Năm, mạnh thường quân cũng đồng cảm với lại cái cuộc sống của ông Năm khó khăn quá, tuổi cao sức yếu. Như cái tuổi của ông Năm thì là tuổi nghỉ ngơi rồi, mà nãy con đến nơi thì con vẫn thấy ông vẫn còn lụi hụi đóng cái chiếc xuồng mà coi như là một nát rồi. Con có một cái nhã ý là nói ông lên chùa thì ông lại chưa đồng ý, thì con mai mốt là con mong ông sẽ khi nào ông suy nghĩ lại thì coi lần sau con có đến thăm á, có suy nghĩ lại ông cho con hay nha. Rồi, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hôm nay con đến đây là trước tiên là thăm ông, gặp ông sức khỏe vậy là con vui rồi. Cái thứ hai là con thay mặt cho chú Định là Việt Kiều Mỹ gửi cho ông Năm 100 đô. 100 đô thì tương ứng với 2.300.000 đồng. Chú Định là Việt Kiều Mỹ gửi cho chú, cho ông Năm. Thì thấy ông Năm còn 1,5 triệu đó, thì ông Năm cái số tiền này nè, ông Năm cứ cất cho cẩn thận đi, mình xài, mình sử dụng mình mua sữa, đồ uống, mua đồ ăn, đồ ngon tí xíu. Tại vì cho nó có sức khỏe nha ông Năm. Rồi ông Năm cảm ơn rồi rất nhiều. Con gửi ông Năm nè, con gửi cho cô bác mình chị mình cũng. Ông Năm con gửi cho ông Năm nè, 1 triệu nè, 2 triệu. Gửi cho ông Năm. Rồi ông Năm cũng cảm ơn coi như là cái anh gì đó. Chú Định. Chú Định nè. Dạ. Thì giúp đỡ ông Năm rồi, ông Năm cảm ơn rất nhiều. Ông Năm cũng gửi lời hỏi thăm và có nhiều chúc sức khỏe chú Định. Dạ. Thôi thì chắc thì con không làm phiền ông Năm nữa, cũng 10 gần 11 giờ rồi. Ông Năm nghỉ ngơi nha, cất tiền cho cẩn thận, ông đi đằng kia coi chừng đạo chích lột cái xe gừa xuồng của ông á. Ôi chào ông Năm nha, ông Năm nha. Rồi, ông Năm cảm ơn con. Dạ. Hôm nào con có dịp lên đây con ghé lên thăm ông nữa, tại hôm trước con đưa nhân vật đi trị bệnh trên này nên con ghé ông luôn ha. Rồi, chào ông Năm, chào cô bác quý anh chị, xin chân thành cảm ơn chú Định là Việt Kiều Mỹ đã ủng hộ cho ông Năm 100 USD để có tiền sinh sống những ngày tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như là ở ngoài nước đã ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị và chúc cô bác quý anh chị có một sức khỏe dồi dào, an lạc trong cuộc sống và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip sau. Con chào ông Nam. Rồi, ông Nam chào con. Dạ.